Xin chào em. Hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C1 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 6. Đề bài như sau này. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong? Họ bố trí thí nghiệm hình 2.1. Họ bố trí thí nghiệm như sau này. Dùng một ống rỗng để quan sát dây tóc bóng đèn pin khi sáng. Đấy, dùng ống rỗng này. Và họ sử dụng hai cái ống rỗng, một là ống rỗng dẫn thẳng và hai là ống rỗng cong. Và người ta hỏi rằng ánh sáng truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong. Nếu như các em có điều kiện làm thí nghiệm này thì các em có thể quan sát khi chúng ta dùng ống thẳng để chúng ta dễ dàng nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin chiếu vào mắt ta, đúng không? Chúng ta dễ dàng nhìn thấy được. Còn dùng ống cong thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi C1 này như thế nào? Đó là ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng. Đấy chưa? Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C1 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 6.